chọn lọc những bộ phim khoa học viễn tưởng hay nên xem. Các bạn nên lưu lại để xem dần nhé. Cuộc chiến tương lai. Nhân loại đang thua trước một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh. Vì vậy, để chống lại, các nhà khoa học đã tìm cách để lấy những người lính từ quá khứ vào tham chiến. Vô hạn. Một bộ phim khoa học viễn tưởng kiểm tra khái niệm về sự luân hồi, theo đó những người cần sử dụng ký ức và các kỹ năng đã học trong tiền kiếp để đảm bảo tương lai được bảo vệ khỏi những kẻ xâm lược tìm cách kết thúc tất cả sự sống trên hành tinh. Giải mã mê cung phần 1,2 và 3. Bộ phim xoay quanh Thomas, một thiếu niên đột nhiên bị rơi vào một mê cung bí ẩn và nhóm của anh tìm cách thoát ra ngoài. Nhưng khi ra đến ngoài thì có một sự thật còn khủng khiếp hơn. Bí ẩn hành tinh chết. Bộ phim kể về hai tiến sĩ khoa học, họ đi tìm được nguồn gốc của loài người, những góc tối của vũ trụ và những cuộc chiến đấu không khoan nhượng để bảo vệ tương lai của con người. Cuộc chiến luân hồi. Người ngoài hành tinh xâm lược, trái đất thất thủ, cây nhận ra anh đang bị rơi vào một dạng vòng lặp thời gian không thể giải thích nổi, khiến anh cứ trải qua một trận chiến ác liệt giống nhau hết lần này đến lần khác, cứ liên tục chết đi sống lại. Bí mật trái đất diệt vong. Lấy bối cảnh trái đất vào những năm 2077, khi mà hành tinh sống của chúng ta bị hủy hoại gần như hoàn toàn sau cuộc đổ bộ của người ngoài hành tinh cách đây 60 năm, loài người phải lên mặt trăng của sao Thổ để sinh sống. Kẻ đánh cắp giấc mơ. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về một thế giới kỳ lạ, trong đó, con người có thể dùng công nghệ để xâm nhập vào giấc mơ của người khác. Hố đen tử thần. Lấy bối cảnh trong tương lai, các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên trái đất dần cạn kiệt dẫn loài người tới bờ của sự hủy diệt. Bộ phim kể về cuộc phiêu lưu vĩ đại của một nhóm các nhà thám hiểm đã táo bạo sử dụng lỗ đen vũ trụ để chinh phục khoảng không mênh mông và xuyên giải ngân hà. Người về từ xa hỏa. Bộ phim xoay quanh hành trình trở về đầy phi thường của phi hành gia Mark Watney trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên sao hỏa. Đại chiến Thái Bình Dương phần 1 và 2. Nội dung phim nói về những sinh vật khổng lồ được gọi là kaiju bồng, dưng trồi lên khỏi mặt biển và tàn phá mọi thứ trên đường chúng đi. Con người đã chống trả quyết liệt và cuộc chiến kéo dài hàng năm trời đã cướp đi sinh mạng hàng triệu người. Ma trận phần 1, 2 và 3. Bộ phim lấy bối cảnh tương lai, khi trái đất bị người máy xâm chiếm, chúng đưa vào các cơ thể sơ sinh một chương trình điện não tiên tiến có khả năng tạo ra thực tế ảo, làm cho họ nghĩ rằng họ vẫn đang sống trong thế giới bình thường. Các bạn đã xem được bao nhiêu bộ phim trong số này rồi? Hãy để lại bình luận cho mình biết với nhé!